Ba đang làm gì nha ba? Chào chào hết các người bạn. Bonjour mes chers amis. Bon, aujourd'hui là je vais tailler les bambous là parce que hein, ça devient hein, envahissant. Hein, nhiều quá. Hein. Phải Chắc cắt có bớt mà. mấy cây trúc. Mấy cây tomat ở đây nó không có lên nổi rồi thấy không? Mưa nó làm rớt xuống đó. Hai chồng bonjour chú Limon, hai chồng xin chào ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Nga ra ngoài vườn trước nha, thấy ông xã ổng lục 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 gì trước tại ở trong nhà ngồi nghe đó các bạn. Ra đây rồi ông xã Nga nói là hôm qua đi ngang qua mấy cái bụi này, bụi trúc ở nhà Nga đó các bạn. Cái bụi trúc này nó cũng giúp gia đình Nga nhiều lắm đó. Nhưng mà ngày xưa thì mình chưa có trồng tomato ở đây nè các bạn, thấy không? Cái cây trúc nè. Ông xã Nga ra nói là mấy cái trúc này nó dài quá, nó ngã qua bên mấy cái chỗ này là chỗ trồng tomato của ông xã Nga trồng nè. Mình cũng trồng được mấy 8 cây hả ba ha. Cái tomato này rất là ngon nha các bạn, tomato Sari. Bây giờ nó ngã quá gió đó các bạn, mưa nó rồi nó sẽ làm nó đè hư hết cái cây tomato ở nhà Nga đó các bạn. Thành ra bây giờ là ông xã Nga sẽ cắt cắt xong rồi Nga phụng xã Nga kéo qua bên kia xong rồi coi như là để sạch sẽ cái chỗ này xong rồi cái mình tính trồng cái gì hả ba ha. Phải khiêng hả ba ha, cái gì vậy rồi trồng cái gì đó mấy cái rau để mình kiếm chỗ giống như hai chồng Nga đang kiếm chỗ trồng với các bạn bây giờ. Rau lang, rau tàng ố. Để tạm bên kia ba ha, để qua ngoài kia đi, qua rồi lắc rồi ngay ngay về cái ba kia ba kia. Các bạn coi đó. Nó ngã vậy á các bạn, nó ngã hết qua bên đây nè. Rồi để mình coi chỗ trống coi mình kiếm chỗ để mình trồng thêm một ít rau nữa các bạn. Nè cái bụi trúc này nó cao ghê không các bạn. Đây. Hồi lúc trước hồi năm trước cũng tụi Nga cắt hết á, ông xã Nga cũng xa sát cái đó để mình có chút á để mình làm cái vàng ở ngoài kia mình trồng á các bạn. Quê nó rớt luôn ở trong chổng mà ở trong mấy cây đó các bạn. Các bạn thấy không nhà Nga không, cái sân trước á mà nội mà chút nó lên mà nhìn vô mà giống vô trong rừng quá các bạn ha. Cái đây mà được qua bụi tre bụi tre bụi bụi nguyên một bụi tre thì sướng quá ba ha, mình có măng rồi hả ba ha. Hả ba, nếu mà nó là bụi tre thì mình được măng rồi ba, tại cái gì chút đâu có măng đâu ha. Ông xã Nga cũng kiếm giống mà mấy cây tre đó các bạn, mà ở đây không không có hả ba ha, khu ở tạm mình không có hả ba. Để chơi để trồng đó các bạn, tại Nga nghe nói là chỗ nào mình trồng chút được là mình trồng tre được đó các bạn, mà không có giống. Rồi còn ở chỗ này thì hai vợ chồng Nga nha các bạn, hai chồng Nga tính là lấy coi dọn dẹp hồi năm trước rồi trồng khoai lang á để làm xong cái vàng bên bển rõ rồi, cái hai chồng Nga tranh thủ bên đây rồi cái để làm cho sạch. Nga đang ngâm mấy cái rễ khoai lang á các bạn, rồi khi nào có rễ khoai lang ra rồi cái cũng trồng ở đây nè các bạn. Rồi cây đó cắt thiệt là sát chứ ba ha, cái cây bông á nó hình như cái cây đó nó không có bông mà nó lá không mà ba hả. Ôi, Nga cũng cắt rồi hôm Nga tỉa hoài quá chừng đó ba. Ôi, nó lên quá trời luôn. Tự những cây cái gì nó mọc như ngộ quá hả? Lá không à. Ôi. Các bạn thấy không, bụi trúc không đó. Rồi bây giờ ông xã Nga cắt được mớ rồi các bạn. Rồi ba đang chuyển qua làm gì nữa vậy ba? Bây giờ sửa cái vàng này nè. Cái vàng này là đó. Hồi nãy các bạn cũng thấy nè. Chuối 5 cây chuối bự mà còn bị gãy các bạn, nó bị siêu quẹo thôi chứ không nổi nào, đàm lại các bạn. Ê, xin lỗi các bạn nha, bắp dứt thì nó hơi ồn nha các bạn. Sẵn rồi cái này Nga nhổ cỏ sạch rồi các bạn, ông xã Nga thì cắt mấy cây trúc, Nga thì nhổ cỏ đó sạch cái này nè. Giờ ông xã Nga thì nói thôi xài sẵn bây giờ đầm chịu cực luôn là phải bắt dứt cho thì chắc mấy cái kệ gì các bạn. Đó, Nga trồng xong Nga làm mấy cái vàng nè đó, mấy cây trúc đó, Nga chịu khó đó. Rồi cái cắt ra mấy cây trúc mình làm. Đó. Cây cấm cây dụng á các bạn. Của người ta cho cái mình người ta không xài, người ta kêu, chờ kêu rồi cho cái mình đem về mình làm mấy cái vàng ở trồng cái này trồng kia các bạn. Nè. Đó ông xã Nga qua bắt bên kia, bên đây nữa ba, với còn hai cây bên hông nhỏ nữa nha. Mình làm luôn bốn gốc luôn bốn cái trụ đó ba. Nè không cần ba, nè để như nè. Không, cái này phải để đây nè. Rồi cái này để ngoài đó, mình để ngoài không cần để trong. Có để trong chứ. Không để ngoài được tại vì cái này đó
Đó, đó đúng rồi. Quê đúng rồi bà. Cũng được các bạn, đúng rồi. Nghe mà chịu khó hôm nay. Mấy cái này là Nga là chỉ là thợ dùm thôi nha các bạn. Bà bắt mấy cái này có tập rồi mà ta máy yếu lắm, cầm cái máy mạnh quá rung quá là có nhiều khi không có ông xã Nga muốn làm tí xíu mà cái máy nó rẽ nó rung cái tay mình yếu không có cầm được. Nãy là cái kệ này si cà que lắm nha các bạn, mà bắt giúp vô tí xíu nó cho nó giữ đây ba ha. Đây đó, đây mình chơi gì các bạn. Đó, có này sạch sẽ, cái này thì đó Nga mới đem cái rau lan ra nè các bạn. Cái lá cái củ khoai lang hôm nay cái khoe cho các bạn coi đó. Cái Nga thấy nó cũng có mọng đó. Rồi cái Nga có mấy cái rễ nhỏ á, cái Nga cũng thấy người ta làm rồi, cái này là không phải trong nghề mà bắt chước người ta các bạn. Nhưng mà năm trước cũng được ha ba, cũng được khoai lang ha. Bắt chước mà năm trước cũng được á, cũng được cũng được mấy ký, 5 ký không? 5 ký đó ba, mình làm hai đợt rồi phải không ba? Rồi cũng được 5 ký mấy đó các bạn. Thành ra rồi bây giờ hôm nay cái cũng để chừa mấy cái củ khoai lang cũng ngâm về nó ra. Ra lá nè, rồi. Thêm hai trụ nhân bi nữa ba, hai trụ nhỏ kìa. Ba cái rồi. Đây. Không, bên đây nha, cái thành bên đây nữa để nó không có ngã. Ba hiểu không? Biết tại rồi, cái biết. Này nó ngã nhưng mà còn phải có hai cái kia trụ nè. Bên đây nữa. Còn bên đây nè Huyền. Rồi được 4 trụ rồi, chắc luôn nha ba. Biết dài. Đó còn bên đây nè các bạn, bên đây nè Nga cũng nhổ cỏ luôn rồi nè. Bên đây mình tính trồng cái gì ba hả? Từng ô vậy ba ha. Từng ô vậy ba. Tại từng ô mà trồng ở dưới đất á các bạn, rồi cái nó mau lên bông lắm các bạn. Còn chỗ này tương đối nó vừa có nắng mà vừa mát nữa, thành ra Nga nói ông xã Nga để từng ô. Hồi năm trước thì mình trồng cải ba xanh hả là ba. Cải ba xanh thì tụi Nga sẽ trồng chỗ khác nữa, về trạm thờ làm trồng tự nhiên thèm rau từng ô các bạn. Hôm ranh tí xíu rồi đó, ăn thì thấy thèm giờ làm từng ô bên đây. Còn cái chỗ này nãy hay xung xê mà các bạn thấy chút không đó là ông xã Nga nha. Nãy giờ ông xã Nga thì cắt chút, Nga thì nhổ cỏ mấy hai cái cái chậu mà bự vậy mà trồng khoai lang, với một cái mà trồng từng ô. Mà từng ô chắc ngày mai, tại giờ nhà bắt đang chuyển mưa đó, thành ra ông xã Nga ngưng cắt này các bạn. Còn một ít nữa hả ba ha. Bên đây nè còn một cái bụi cây này nữa nè các bạn. Cái bụi cây này nè cũng lên cây không mà các bạn, giống như cây kiển này đó. Lá xum xê dữ lắm, còn một năm cũng ông xã Nga cũng tỉa, phải tỉa 2-3 lần á. Rồi sợ nó ra ngoài cái chỗ đường đi á, rồi trúng người ta đó. Đây, coi như là làm coi lỡ cỡ, tại trời chuyển mưa quá, giờ qua bên cái giải mà để trồng khoai lang trước. Còn cái này thì ngày mai có thời gian thì làm tiếp mà các bạn ha. Còn cái máy này máy gì ba hả? Bộ sưởi. Bộ sưởi à. Thành ra, đó, ông xã nhà sợ mấy cái cây trúc đó các ba bạn. Nó ngã vô mấy cái máy này nguy hiểm đó ba ha. Rồi cái này mua chín ngàn ô mà. Hôm mình làm phải không? Em cũng trả góp xong hết chưa? Chưa à. Cái này nó xúc giờ gì vậy? Xúc cái cục của ba. Dớt đâu rồi? Trời ơi, chân. Tại bình đèo quá đó ba. Ui, cái chân đó ba, nó chừng nó mất cái đó đó. Nó coi như là nhờ cắt mấy cái bụi trúc nha các bạn, thành ra đỡ mấy cây cây tomat của ông xã Nga nè. Cho mấy cái tomat này là tomat ngon, đội nhỏ ba ha, sao suy nghĩ ba ha. Mà cây trúc nó đè hết á, cái này đất rồi rảnh rồi nhà, rồi ông xã Nga cũng phải cột lại nha các bạn. Nó ngã ra, nó đè mấy cây này nó yếu lắm. Tomat nè, tomat nhỏ này nó rất là yếu. Cái này chắc mình cũng phải trộn phân thêm ba ha. Ngày mai rảnh ha, bỏ phân thêm ba ha. Vì năm trước nó lên nhiều quá, năm nay nó khô cằn rồi ba. Khô cằn. Đâu lý gì hả? Thấy không? Cầm một bên đi. Rồi nếu mà mất kiến kìa. Khoai lang này nhìn nó dễ lắm, nhưng có khi nào mà nó có đó nè. Đây. Đó ba, có mẹ. Rồi cái bài phim vô. Ok. Ok. Đó, ông xã Nga đang nhân viêm khoai lang các bạn. Năm nay cái năm nay mình trồng sớm hơn chút hả?
À, sớm một tí xíu nhưng mà cái lá nó không được bự quá, thầy thấy không? Mỗi năm nó lá nó to. Nhưng mà cũng đỡ rồi ba ha. À, năm nay tại vì cũng lạnh quá đó các bạn, để nhà kiếm mà nó lạnh quá rồi nó lên chậm đó các bạn, mà cũng may phước thà lên hơn không hả ba ha, mình còn sợ nông lên nữa ba ha. À, ba nhắm cái đó ba chia sao mà dịu chậm chậm hả ba ha. Cái nào mà có rễ nhiều thì mình năm trước thì Nga trồng, hôm nay Nga ông xã Nga năm nay ông trồng nó là màu lắm nha. Rồi lá mình làm canh rồi ha. Đó cứ sớm sớm ha bà ha. Canh đã làm À, từ năm vừa rồi ngắm tụi Nga ra mà dĩ rỉa cũng luộc ăn cũng được ba chặt phải ba ha. Tỉa lá non ở trên đó các bạn. Giờ chót rồi mới hái. Nhưng mà ba thấy cái chồng này nó dễ không, tại cái cọng của nó dai ha, cọng nó dai nó dày hả ba ha, mình không có sợ ha. Đây cái cọng nó chắc nha các bạn, nó cứng đó, nó đỡ. Coi như là nó là tranh thủ vậy các bạn, trời vừa mất thình lình nha đó, hai chồng nó vừa cái bắt đầu cái ông xã ngay ra nghe lụp ra tranh thủ, rồi mọi hai chồng mỗi người phụ làm một việc, xong cái bắt đầu cái gian làm nửa chừng ông xã nó chết thôi, dọn ngày mai làm tiếp, trời chỉ mưa quá. Mỗi ngày có công việc à. Hy vọng năm nay ba chồng là có nhiều khoai lang hơn, mà mình để lâu hơn tí xíu ha, mình rút kinh nghiệm năm trước đó ba ha. Không, chừng nào mình cần tới hái. À ha, thôi mình để vậy ha, tại ngày khoai lang cũng chịu. Nếu lạnh quá thì mình lấy vô mình đậy ha ba ha. Cái mình không ăn hết mà mình hái vô mình để nó cũng ra rồi. Rồi ba thấy không? Ngâm con chút xíu mà ra rễ quá trời không? Vì đó có mấy cái nha, hồi sáng nha mới ngâm đó ba để lại. Vì hồi sáng có mấy cái nha mới ngâm. Còn mấy kia ngâm được từng lễ rồi. À, nó dễ lắm các bạn, cái rau lan này nó rất là dễ. Hồi lúc trước không biết luôn, hồi lúc trước có lần thèm quá cũng đi chợ của người Hoa nha các bạn, cái mua gì cái lá ăn á, mà mình không biết cái vụ là mấy cái cọng khoai lang á các bạn. Người thấy người ta cắt dùng cái con có mấy cái ngấn á, mình ngâm nước là nó ra rễ là mình trồng được rồi các bạn. Hả ba, mình đâu có biết mình ăn mình bỏ cho hả ba. Còn mà để mà củ khoai lang mà mình ngâm để ra lá thì nó lâu lắm các bạn. Tại vì Nga ngâm ít nhất cũng khoảng là khoai lang hồi năm trước mình đã dành thì Nga ngâm cũng gần ngâm 10 củ á. 10 củ rồi thì còn được cũng khoảng có 6 củ, còn 4 củ bị hư các bạn. Giống như là nó bị thúi, tại nó chày mình không biết á. Mình chày là mình để mình ngâm là nó bị thúi rồi các bạn. Nhưng mà cũng còn đỡ, cũng được 6 củ các bạn. Nhưng mà năm nay không có nói gì, cái vụ gì uống cái gì mà còn uống không? Uống hoài, mỗi buổi sáng phải không? Cái đội mà người ta chỉ là cái gì? Hết chưa? Cái vỏ gì vỏ thơm á? Vỏ thơm hết rồi. Ở ta hôm mình uống là mình nấu là vừa đủ luôn rồi hả? Vậy dứt rồi hả? Cũng sụp được 3 kg. Cái mấy bạn nó cho nó mời đi nhậu đó. Nhớ không? Tại sinh nhật lên cái lô các bạn biết sao mình ăn kiêng á, mình giữ cho cái chờ đựng lên cái lô á, thì khoảng 2-3 tuần lễ nó mới có tác dụng thôi ba ha. Còn ăn á, các bạn biết không, có 2 đám tiệc liên tục là người ta mời là bắt đầu là lên cái lô liền ba ha. Đây ăn từ trưa mà kéo dài đến chiều tối luôn các bạn. Đến 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm ăn trưa ăn chiều luôn các bạn. Thành ra cái là lên chế độ liền. Ở nhà Nga thì thường thường là tụi Nga ăn salad legume nhiều. Mà không sao đâu. Nó đúng hơn là cũng phải ăn, mà mình lớn tuổi mà ăn cũng phải lấy sức mình làm. Các bạn thấy không? Hôm nay Nga trời mà mát vậy mà mồ hôi Nga chảy ướt luôn cái áo đó. Bà thấy không? Hai chồng người nào cũng ướt nhẹp cái áo hết trơn á. Trời hơi ui là mát mát làm lạnh, nhưng mà ra làm là nóng hết á các bạn. Áo anh nó ướt tại nó mưa. Tàu nó trượt.
Bây giờ đi bộ, trời nóng đi bộ cũng chảy mồ hôi dữ. À, mà ba nhà đi bộ, Nga thì đâu có thời gian đi bộ đâu. Đó các bạn. À, làm cái đây nữa, làm con làm lần đây với làm bên đây nha. Thấy không? À, ba phải nhắm đây có bao nhiêu đó. Nhắm đó. À, ba nhắm. Không, từ từ có mấy cái khác rồi. À vậy hả, còn không có cái nhắm xung quanh với vừa đủ. Rồi cái đợt sau này lên mình làm chỗ khác hả ba ha? Đợt sau mình có mấy lá khác đó. Rồi, mình làm chỗ khác. Trồng kế bên, hiểu không? Cái này chưa ra ha, để à, có mấy cái chưa ra ba để lại đây, ba để lại à, ba để nước vô cho nó vô nước. Ủa mà còn nhiều cái chưa ra lên nữa ba. Mấy cái đó là kia chưa lên không á hả? Cái này lên rồi nè. À, trong cái màu đen á là chưa có rễ hả? Đây cái này lá mới nè, đẹp á. Đó cái này trồng được nè. Có một tí xíu miễn nó có cái ngấn mà mình các bạn. Năm nay mình trồng nhiều hơn nha. À vậy hả? Nè. À. Vô. À, năm trước mà làm thưa. Năm trước có 11 cây. 11 cây, năm trước có 11 cây ba. 1 2 3. Cái này mình trồng 1 2. Là ba đếm cho bao nhiêu cây? Thấy không? Năm trước thì ngay tổng cộng được 13 cây đó, 11 hay 13 cây gì đó. Ừ. Năm nay thì nhiều hơn mà cây thì nó nhỏ ha. Vậy chỗ nào mà ba thấy trống mà ba để thưa thưa nha, nghe nói nó mọc bụi bụi ở dưới nha ba. Rồi, vậy có cái chỗ để nó mọc bụi với nó sát quá ba, bụi được không? Được. Được ha, quy quy thì ba nhắm chân vậy đó. Rồi năm trước nãy không biết luôn. Cái này để gì ha? À, tại vì sắp tới mấy cái kia ra rễ rồi mình ra mình ghim tiếp ý ba để dành chừa mấy chỗ trống là vậy phải không? Ừ. À. Cái này để vô đây rồi ha. Đổ vô luôn một cái màu đen vậy ba. Rồi, trời cũng đang chuyển mưa nha. Khác nữa mà. Hả? Quê cũ thì đó nghe nói đó là cái đó. Quê. Để cho đất ngang vô ngang cất ở trong chỗ nhà kiến cho nó nóng nó mới ra rễ. Rồi bạch được tưới nước hả ba? Đó ở đây mình cũng trồng được mấy cây rồi ha. Được mới nữa hả ba ha? Quê. 1 2 3 4 3 4, còn 7 cây nữa. À còn 7 cây nha ba ha. Đó, ông xã Nga trồng được đó các bạn. Còn ở trồng mà ở chính giữa đó ông xã Nga chừa đó để cho mấy cái cây nãy mà nó chưa có rễ đó. À, để mình ngâm này có rễ. Nè, 1 à. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. Đây, khoảng 7 cây nha các bạn. Đó. Vậy nữa một. Rồi, bắt ra đi. Giám năm nay ba mắc tay hơn Nga, ba cho nhiều. Năm nay ba cho nhiều. Ê, hy vọng đó các bạn. Đây là cái chỗ mà cái vàng hằng trước sân nhà Nga đó, giờ mới bước cửa vô đó các bạn. Rồi để chỗ trống rồi cái Nga mới nói cho ông xã Nga thôi chỉ chỗ trống chi có cây người ta cho nữa rồi cái mình hai chồng cãi có cái gì mình làm. Ở nhà vợ chồng hai chồng cũng mấy cái mà người ta cho người ta không xài thì mình nhắm mình tận dụng được đó các bạn. Thì hai chồng cái cưa ra rồi cái làm vàng ở đây rồi cái trồng rồi mình để đứt không mà chấm á, không làm gì hết trong khi mình cần mấy cái la ghim vô natria để mình ăn á các bạn. Trồng thứ nhất là hai chồng Nga Vira vô giống như mình làm cho mình vận động cho máu huyết á các bạn, đi tới đi lui đó. Nga thì đi bộ dở lắm thì Nga nhà cũng làm ra vô vậy các bạn, giống như vận động cho máu huyết lưu thông á, mỗi một ngày có thể là ông xã ngay Nga giờ nào rảnh ra làm tí xíu vậy ba ha. Rồi có ngày thì mình làm 3 tiếng 4 tiếng. Ờ, nhiều khi mà trời mát quá đó mà không có nắng mà không có mệt đó, thì mình làm nhiều hơn. Rồi bị có nhà mà khi nào mệt thì về mình nghỉ đó. Rồi mấy cái chỗ này thay về dãy đất trống thì mấy chuyện Nga làm vàng vậy, mấy chuyện Nga trồng cái này khi mình nó lên cây lên lá rồi nó chạy nhìn cũng rất là mát mắt các bạn, cái nhìn đẹp cái đẹp mà vui vui các bạn xanh. Mình thích thì mình ra mình hái lá mình luộc mình ăn, còn củ thì lúc mà nó chết nó có củ thì mình ăn củ. Rồi hôm nay thì coi như là vừa ông xã Nga vừa cắt mấy cây trúc, Nga phụ nhổ cỏ cho chăm thủ cho ông xã Nga để có thời gian trồng. Rồi coi như đến đây thì đến đây thôi hai chồng mình ngừng cái video này với bà ha. Ừ, xin chào các em.
Ừ. Ông xã ngài đang tưới, tưới cho nó thấm. Đó, mỗi lần trồng xong là ông xã ngài phải tưới, bắt buộc phải tưới, dù là đất có mưa không phải tưới cho nó thấm hả ba ha. Nó thấm cho cái rễ nó thấm trong đất đó. À, nó thấm cho nó chịu đất luôn. À, nó chịu đất đó ba ha. Ờ, giờ nó khô nó dính trong đất luôn. Nó dễ. Dạ. Chào hết các người bạn. À, đến đây trời chuyển mưa quá các bạn. Ông xã ngài cũng tranh thủ vừa tưới nước là xong á các bạn. À, đến đây hai chồng Nga tạm dừng cái video này nha các bạn. Hai chồng Nga cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hai chồng Nga cầu chúc cho ông bà, cô, dì, chú, bác, anh chị em và các bạn một ngày bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Chào hết cả người bạn nha. Au revoir mes chers amis. Bon mois, nous avons fini de jardiner. Là tout ça, là nous avons pu éclaircir le bambou. Là. J'ai tout nettoyé. Et après, bon, bah, j'ai planté la patate douce aussi. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne santé à toute votre famille. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. En santé, tout le monde. Au revoir, à bientôt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Au revoir. Bisous.